Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác làm thợ bẫy chim đêm. Thì nay em lại tiếp tục đi đánh rẽ giun. Thì hai hôm vừa rồi chim nó ngừng các bác nhé. Đấy, chim nó ngừng bởi vì thời tiết nó lắng lóng đó. Thì với con chim rẽ giun này nó sẽ không đi. Thì bộ đồ nay em đánh hôm nay đi muộn thôi. Đấy, bây giờ là 5 giờ rồi. Bộ đồ đánh thì vẫn như mọi hôm thôi. Đấy, lưới thì vẫn cắm sẵn rồi. Còn loa thì vẫn sử dụng đôi chép kèn như thế này. Đấy thì sử dụng nó đơn giản thôi. Đối với cái con âm ly 263 này thì nó rất là dễ này. Đấy, con âm ly 263 đây các bác này. Đấy thì công suất của nó thì là 300W. Thì đánh đôi chiếc kèn này thì nó cộng lại nó mới là 10W thôi. Đấy, nếu mà đánh công suất của nó chuẩn của nó thì được nhiều lắm. Đấy, chim có mấy con đang lượn này trên đầu. Thì tiếng này đánh rất là chịu chim. Đấy, còn về cái con âm ly này thì chạy qua bình ắc quy thì ở đây nó có một cái dây nguồn này. Cái dây nguồn đây các bác này, cắm vào là nó chạy thôi. Sử dụng đơn giản. Bây giờ thì em sẽ xoáy tiếng cho nó vừa phải nhé, chỉnh tiếng làm sao cho nó ok rồi bắt đầu phóng xe lên trên kia cho nó im chỗ để cho con chim nó xuống nó đâm lưới. Bây giờ cũng muộn rồi các bạn, thu loa đài về đây thì chim nó vẫn chưa đi anh em ạ. Có mấy con chim quẩn ở đồng rồi, tiếng nó hay quá, đánh hết sạch rồi, chắc được mấy con rồi. Đấy, cứ mỗi hôm nó chút xuống vài con thì đánh được. Đây được một con chim bách thanh này. Đấy, chim bách thanh đây. Giống này thì nhiều lắm các bạn, chả biết nó có di cư không, nhưng mà ngày nào đánh cũng được. Còn đây thì được một con rẽ giun. Con này to thật. Đây các bạn này. Đấy, chim rẽ đây. Đấy, cũng đóng tiền gần loa thôi. Bây giờ em bắt chim nhá, lát nữa lên trên kia em lại quay tiếp những cái con được cho các bác cùng xem. Đây được con nữa này các bạn này. Đấy, chim túc tắc lắm. Đánh nó không được cũng chán, căn bản là chim nó chưa xuôi. Đây các bạn. Đây, đây một con rẽ nữa nhé. Được hai con rồi. Còn cánh bên kia thì không biết được con nào. Bây giờ em gỡ con này xong sang bên kia em lại quay tiếp tục cho các bác cùng xem. Đây được hai con anh em ạ. Đây một con này. Ở góc bên kia không biết có được con nào. Thấy túi cũng thấy chịu chịu. Đánh ở chỗ mặt lúa này thì em đánh cách 30 phân. Chim vào đóng xuống là đóng xuống sát mặt lúa. Đây được con gì rồi đây này. Đây được bố con lửa. À, không phải con gì. Được giống cò này chán lắm rồi. Cò hương các bạn. Này là bé xíu này. Đây. Cò hương. Cái giống này thì bán buôn người ta chả mua các bạn. Có anh em nào chơi chim săn thì người ta mua về được thịt thì nó được nhúm, giá tẹo. Đây. Còn ở góc kia được một con rẽ nữa. Thế này tối nay được 4 rẽ các bác nhé. Kìa, bên kia kìa. Dùm lại máy quay cho các bác cùng xem. Đấy, một con rẽ nữa này. Tổng này được 4 rẽ, một quả hương. Đấy thì có bao nhiêu chim một quẩn xuống đồng thì tiếng này đánh hết sạch. Đấy còn bây giờ thì em thu chim nhé. Mai, sáng mai em lại ra đánh em lại quay cho các bác. Đấy bên khu vực bên kia cũng có chớp ấy. Mong là tối nay nó mưa để mai chim nó ra nhiều. Bây giờ là 3 giờ các bác. Thì em ra bật nhạc thì may quá được một con vạc. Đây con vạc đây các bác ơi. Vạc này thì rất là to. Đây, vạc này là của anh em nào đánh nó đây nó cũng dính keo rồi. Đây dính keo ở đâu đây xong nó bay lên đây nó dính ấy. Các bạn này. Còn bây giờ thì em tắt máy quay đi nhé. Lên trên kia ngồi cho nó im cho chim nó đâm. Ở đây không có rẽ đi các bạn. Đấy thì được sáng nay được một con vạc. Đây con rẽ này. Chỗ kia anh kia đang ra lấy chim một con nữa. Em zoom lại cho anh em xem. Đấy. Thì đánh đến đâu thì thợ buôn đấy anh em nhé. Thì hôm nay chỉ đánh được nhiều cò thôi. Đấy, anh em nay chả biết có được nhiều cò không. Hôm nay em được chắc tầm gần 40. Đầy một bao này. Chật quá. Đấy, anh em này. Nhiều cò lắm. Chắc phải chết mất mấy con này. Đấy cò đây. Con dàn cò mồi đây anh em này. Đây là con cò bay. Cò diều ấy, nhiều anh em gọi cò diều. Đây con cò giật đuôi. Đây con cò đứng bờ. Thì có một anh đang vác lốt đồ lên. Đấy, anh em nào cập nhật được cái video này cần tiếng đánh chim rẽ giun nhé, hoặc đồ bẫy rẽ giun thì liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ để hai cái số điện thoại ở góc màn hình video ấy. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở buổi đánh ngày mai.